nay tôi sẽ trình bày bài giáo dục cho người nhỏ cho quê mình và mình đang bị động kinh. Trước khi mà tiến hành làm thảo luận về vấn đề này, chúng ta sẽ biết một số đặc điểm thú vị trong quá trình động kinh tại cộng đồng. Thì ở đây tôi có thể có điều gì thứ nhất, bệnh nhân cần thiếu kiến thức về điều trị. Bệnh nhân có gì? Bệnh nhân không hiểu đầy đủ về cái thuốc này, người ta không hiểu đầy đủ thuốc này là có gì cả. Đặc biệt là người ta không hiểu tác dụng phụ của thuốc đó như thế nào. Cái thứ hai đó là người ta không biết uống thuốc uống bao lâu. Người ta nhận có người nào người ta uống một cái loại hệ cơ thì người ta sẽ uống thuốc. Nó có người nói ơi cái này phải uống thuốc cả đời. Như vậy thực chất là vấn đề uống thuốc này thời gian của người ta như thế nào. Cái thứ ba đó là nguy cơ của việc không uống thuốc. Khi không uống thuốc thì nguy cơ là gì? Nhưng mà họ không hiểu. Tiếp theo là những gì nữa là bệnh nhân bệnh nhân không biết cách chăm sóc của phù hợp. Việc học tập, làm việc của nhân như thế nào? Như bệnh nhân trẻ em khi bệnh nhân động kinh thì người nhà thường có người bệnh thôi con mình đừng bỏ học nữa, học sách sơ hay làm việc thôi làm việc đừng làm việc gì cả. Và cái gì nữa là cái sống hàng ngày họ như thế nào họ không biết. Đặc biệt là chăm sóc khi mà bệnh nhân bị lên cơn thì như thế nào người ta không rõ. Cái điều hành nhỏ như vậy đối với bệnh nhân đồng kinh thì có gì đặc biệt? Bây giờ cũng có đầu tiên là tính chất của bệnh nhân. Đặc biệt là bệnh nhân bị đồng kinh lâu năm. Bệnh nhân đồng kinh lâu năm có đặc biệt gì? Cái tư duy họ bị hạn chế. Và cái chức năng nhận thức nó bị hạn chế, do đó nên tiếp thu những cái kiến thức và cái thực hành của họ bị hạn chế. Và họ kỹ năng giao tiếp của bệnh nhân cũng bị suy giảm. Đặc biệt những bệnh nhân này có tình trí họ rất là lớn. Rồi mọi người tuân thủ các quy định nội quy của nó. Nếu con nhỏ cũng có lời nói muốn bỏ thì nó sẽ học bộ do phải có lời khuyên. Nhưng những bệnh nhân của đồng kinh thường người tuân thủ các quy định và lời khuyên bị hạn chế. Vậy chúng ta sẽ hiểu được tất cả mọi người này. Khi hiểu được thôi, chúng ta mới có cách điều hành nó, có cách giao tiếp với họ phù hợp. Thế chúng ta cứ nghĩ bệnh nhân đồng kinh thì không có gì đặc biệt cả, giao tiếp như người thông thường. Nó đơn giản thôi, có những câu hỏi mở. Nếu nó còn nhiều câu hỏi mở có thì người ta sẽ bị hạn chế. Tại vì có biết là cái khả năng nhận thức của họ bị hạn chế này. Vì vậy trước khi mà điều hành nhỏ đối với bệnh nhân tức là cái đồng kinh này, chúng ta phải hiểu được những cái thiếu sót của họ về một cái kiến thức ra sao và cái tâm lý của họ như thế nào, để trên cơ sở đó chúng ta có cách điều hành nhỏ phù hợp với nhóm đối tượng này. Chương trình của giáo dục trung đình nhỏ cho người nhà bệnh nhân đồng kinh thì họ sẽ ra 4 mũi. Mũi thứ nhất đó là ta hiểu được bản thân, giúp cho họ hiểu được bản thân. Mũi thứ hai là cả phương pháp điều trị. Mũi thứ ba là ngăn ngừa tái phát được cho đồng kinh là xuất hiện trở lại. Và mũi thứ tư đó là hòa nhập với cộng đồng. Mình làm sao khi điều trị được rồi nhưng nhân vật quan trọng còn vẫn nhân vật có thể nhau từ bên ngoài, nhân vật có thể làm việc với xã hội được. Thì đó là nội dung của 4 mũi mà chúng ta sẽ tiến hành làm nhiều pháp tâm lý nhỏ cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đồng kinh. Chúng ta đi vào cụ thể từng mũi một. Mũi một thì nó có từ mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là nhận diện được các biểu hiện của mình và nguyên nhân của mình là gì và hậu quả của đồng kinh đối vọng đã họ ra sao. Và khi họ có hiểu được cái hậu quả đó thì lúc đó người ta mới tạo động cơ để bệnh nhân và người nhà thay đổi cả vấn đề tồn tại của họ. Họ không hiểu được cái hậu quả của họ, họ nghĩ đồng kinh là bình thường không có ảnh hưởng gì hàng của họ cả thì làm sao họ thay đổi. Vì vậy mình sẽ hiểu được là hậu quả của vấn đề đó, đồng kinh có ảnh hưởng tới họ thế nào. Từ đó họ có động cơ để họ có thể thay đổi làm sao cho chất lượng sống của họ tốt hơn. Đó là
mục tiêu 11. Để đạt được mục tiêu đó thì đầu tiên chúng ta phải giới thiệu về bản thân mình, mỗi thành viên đều giới thiệu về bản thân mình, và đặc biệt là thành viên phải nói được cái mong đợi khi họ tham gia nhóm. Chúng ta phải quan tâm người tử, khi người ta nói mong đợi đó, chúng ta phải đề nghị họ sẽ nói rất là cụ thể cái mong đợi đó là gì, đừng gọi nói mong đợi chung chung. Giống như một người nhân nói làm sao cho tôi lành bệnh, thì mình hỏi họ muốn lành bệnh có nghĩa là gì, họ nói muốn hay cơ có nghĩa là gì, có nghĩa là trong tuần này, trong tháng này, trong đợt điều trị này họ sẽ có khỏi cơn. Mình sẽ giúp cho họ nhận diện rất cụ thể cái mong đợi của họ. Họ nói họ có thể làm việc, thì mình muốn nói họ họ rõ làm việc, làm việc gì phải cụ thể ra để chúng ta mới giúp cho họ được. Sau khi cả thành viên mà đã nói rồi thì người đoàn và mình muốn tập cái giải mong đợi đó. Chúng ta biết một thành viên đều có một mong đợi riêng của họ. Mỗi người sẽ có mười cái mong đợi, có người có mong đợi và giống nhau. Tuy nhiên tất cả các thành viên chúng ta đều có một mong đợi chung, đó là gì? Đó là một mong đợi muốn lên mình. Ai cũng có một mong đợi nào đó, đó cả. Thì đó là cái mục tiêu mà tại sao cả nhóm vừa có hôm nay. Mình làm sao mình chỉ cho họ biết được tất cả một phần họ một con người luôn. Đó là lý do tại sao chúng ta làm việc đó. Sau khi các người có một người chung rồi thì người anh sẽ giúp cho nhận họ nhận diện ra là các biểu hiện của người là gì. Khi động kinh thì người ta có biểu hiện là sao? Người ta mô tả được co cứng, co giật, mê và tỉnh dậy. Và đồng thời họ sẽ mô tả được những cái biểu hiện khác của cái cơ động kinh, và họ mô tả cụ thể thời gian bao nhiêu được ra sao, họ sẽ mô tả. Ở đây có điều rất quan trọng này này. Họ khi bệnh nhân thì họ thường họ nghe lại của người khác kể lại. Thế tại bệnh nhân khi cơ động kinh người ta không biết cả chuyện này. Nhưng người nhà họ sẽ biết, họ sẽ kể lại bệnh nhân. Và sau khi họ biết được chuyện rồi thì mình sẽ nói về cái nguyên nhân của mình. Mình sẽ hỏi là theo chị nguyên nhân của động kinh là gì để cho họ nói hết. Tại vì trong những trường hợp này sẽ có người người họ đưa ra nguyên nhân là tại tôi động kinh do tổn thương nào, tôi bị chạy xe hay tôi nhỏ tôi bị dư mần nào, họ sẽ nói được. Tuy nhiên còn số người họ nói động kinh do ma quỷ gây ra, do một cái lực lượng nào đó họ gây ra. Như vậy mình sẽ thấy cái quan niệm về động kinh sẽ có hai nhóm, một nhóm là quan niệm do cái bệnh lý của cơ thể, một nhóm quan niệm do một cái chuyện đến tội hay là những cái điều mà nó mang tính chất tâm linh của gây ra. Thì mình muốn hỏi là khi có cả quan niệm đó thì người ta có thái độ và cách ứng xử như thế nào? Đây là một điều rất cơ bản. Chúng ta phải hỏi khi mà nghĩ mình nó là do yếu tố tâm linh thì họ thay đổi ra sao, cư xử như thế nào? Thì đó là họ sẽ trả lời là khi mà nó ở gần mức đó, họ sẽ đi cùng. Như vậy cũng có hết, cứ đủ tin không? Thì họ chắc chắn họ trả lời là không. Còn nếu mình cho bệnh thì người ta đến tới cơ sở điều trị mình thì cái cơ đủ tin là giảm không? Họ kêu gọi giảm. Như vậy thì khi mình nói về nguyên nhân này, quan trọng nhất là chúng ta nhận mạnh về thái độ và cách ứng xử của họ khi họ có quan điểm đó. Để làm gì? Để chúng ta giúp cho họ nhận diện ra quan điểm của họ có phù hợp hay không. Đó là điều rất là cơ bản khi mình ta bàn về nguyên nhân của động kinh. Và khi bị động kinh về thì hậu quả là gì? Mình sẽ nói theo gì hậu quả là gì? Mình sẽ đề nghị họ mô tả cái hậu quả trên bản thân họ. Về cơ thể thì có thể ngã được cái nặng như là do động kinh hay là cảm lưỡi hay là gì. Về tinh thần thì có tự tin rồi suy giảm trí nhớ, rồi cái gì nữa, về bản thân người ta sẽ học hạn chế, rồi không có thể nhận gia đình xã hội bị hạn chế, và gia đình thì không bị gia đình thế nào căng thẳng
rồi ảnh hưởng đến đẻ không đó, rồi cái xã hội đã mất sức lao động xã hội. Chúng ta phải tiếp chồng nhân một bệnh nhân từ nhận diện ra được tất cả điều này, và cái vấn đề này ảnh hưởng đã sao tới bản thân của từng người một. Vì vậy mình sẽ chỉ những đơn giản, mình thấy một bệnh nhân về mặt bị bỏng thì mình hỏi là tại sao bị bỏng này, hoặc là tôi bị tẻ thì động cơ ngừng cứng tẻ không mặc, như vậy đó là gì, đó là hậu quả của ngừng cứng. Mình giúp cho một bệnh nhân nhận diện được cái hậu quả của ngừng cứng là sao, tại sao chúng ta quan tâm đến này, đây là một người lý do tại sao chúng ta giúp cho họ nhận diện hậu quả đó, thì muốn tránh hậu quả đó họ làm gì, họ phải điều trị. Tức là đây là một trong những lý do để mình giúp cho họ, để họ có động cơ, họ điều trị tốt hơn. Sau khi chúng ta trình bày hệ thống này xong thì chúng ta sẽ có phần ôn tập kiến thức. Ôn tập ở đây không phải là mình nhắc lại cho họ, mà mình sẽ hỏi họ vừa qua chúng ta đã thảo luận những hướng từ lúc nào rồi, để cho từ một thành viên ôn tập, từ thành viên nhớ lại các nội dung chúng ta học. Nhiều khi chúng ta hỏi không hỏi đến nhiều cái tên thì chúng ta hỏi là vừa rồi tôi đã hỏi những câu hỏi gì rồi, với những câu hỏi đó anh chị trả lời ra sao, tại vì họ trả lời thì họ sẽ nhớ, và trên cơ sở họ nhớ câu hỏi đó thì chúng ta nói về cái nội dung của cái vấn đề chúng ta thảo luận. Sau khi tất cả thành viên trả lời xong rồi, chúng ta mới tóm tắt lại những cái câu hỏi, những cái phần chính mà chúng ta đã làm, giống như là phần cho hỏi và muốn đợi, rồi phần biểu hiện của động kinh, phần nguyên nhân của động kinh và phần hậu quả động kinh. Sau khi người ta nói hết rồi, chúng ta mới nói nhắc lại một lần nữa, nhắc lại một lần nữa để cho họ càng nhớ thêm. Và sau khi họ nhớ được đầy đủ rồi, chúng ta đánh giá hiệu quả của các thuyết luận, tức là thứ thuyết đó có ý nghĩa sao về họ, họ thấy nội dung nào có ích nhất cho họ và tại sao. Có nghĩa là cái hậu quả là cái nội dung có ích của họ, nhưng mà tại sao họ sợ à, cái nội dung hậu quả là tôi muốn làm sao để đừng có hậu quả đó và tôi cố gắng điều trị tốt hơn. Như vậy thì người ta đã hiểu được những cái nội dung của mình, ý nghĩa của bản thân họ là sao, và khi mà họ học kiến thức đó thì họ cảm nhận là sao, họ cảm nhận thấy như vậy là tốt, có ý nghĩa của bản thân họ. Đây là một điều rất cơ bản. Sau một buổi làm loại pháp này, chúng ta đều phải thực hiện để cho họ ôn tập lại kiến thức, để nhớ lại những kiến thức chúng ta đã hướng dẫn. Đồng thời chúng ta sẽ giúp cho họ nhận diện cái tâm quan trọng của kiến thức đó đối với bản thân họ. Mới đấy là những cái vấn đề thực tế, những cái gì nó trải nghiệm bản thân họ, chứ không phải là nói cái cảm nhận chung chung, mà cảm nhận với thực tế bản thân họ. Như vậy chúng ta sau buổi một có buổi hai. Buổi hai mục tiêu là gì? Là chúng ta hiểu và biết cả phương pháp điều trị bệnh, rồi quyết định chọn phương pháp điều trị nào thích hợp cho bệnh nhân, và từ đó cấp kết thu thập điều trị. Nội dung của buổi hai gồm gì? Đầu tiên chúng ta giới thiệu cả phương pháp điều trị. Chúng ta sẽ hỏi họ là theo chị để điều trị động kinh thì cần có phương pháp nào. Dĩ nhiên họ sẽ đề cập chủ yếu là về thuốc. Họ không hiểu tâm lý như thế nào, họ không hiểu phục hồi như sao, họ không hiểu là các người phạm xấu như thế nào cả. Họ chỉ nói đủ điều kiện cưng là phải dùng thuốc, đơn giản như vậy thôi. Như vậy, vì vậy họ rất thiếu kiến thức về phương pháp điều trị. Đó là lý do tại sao tôi đề cập rằng, do đó bệnh nhân chủ yếu về thuốc, không nhận thức được vấn đề khác, do đó tôi tìm cách gợi ý để cho hiểu, họ hiểu được cái tâm quan trọng của phương pháp này. Về thuốc thì chúng ta giúp cho ý nghĩa của vấn đề thuốc. Như vậy thuốc động cưng có giá trị như thế nào trong điều trị, thì họ sẽ nói nhanh là làm thì tôi có nhận và họ có thể làm được đúng và tác dụng. Tuy nhiên khi mà dùng thuốc vậy họ có tác dụng không mong muốn, thì mình sẽ hỏi thảo luận họ khi điều trị vậy họ sợ nhất tác dụng không mong muốn nào để họ kể ra. Giống như phê động đan thì gây buồn ngủ hay dị ứng, rồi cả cái các bác sĩ thì gây dị ứng buồn ngủ chẳng bằng cách sao, họ sẽ kể ra cho mình. Và khi họ kể xong rồi mình hỏi mình muốn bị tác dụng phụ có muốn đó để làm gì, có phải là bị tác dụng không muốn đó sau rồi mình không nhận được thuốc không,
nó phải giúp cho họ nhận diện ra, biết để ngăn ngừa, để phòng ngừa sớm và từ đó có cách xử lý phù hợp. Chẳng phải biết là để không ổn thôi. Đây là điều cơ bản mình phải giúp cho họ nhận diện ra. Tác dụng tâm lý, điều phòng tâm lý là gì? Người ta sống nhiều điều phòng tâm lý, do mình phải giúp cho họ hiểu được ý nghĩa của điều trị tâm lý. Theo chị, điều tâm lý có giá trị như thế nào trong điều trị động cơ để giúp cho họ hiểu? Thì nhiều người họ cũng hiểu được cái điều phòng tâm lý gì cả. Thì mình sẽ giúp cho họ rằng là khi mà mình có một cái khó khăn, khi mình buồn, mình chán, mình lo, mình thường làm gì? Theo đó tôi thường đi nói chuyện, nói chuyện với ai, nói chuyện với người có uy tín. Có khi nói chuyện với uy tín thì tâm lý họ là sao? Thì tâm lý tôi sẽ nhẹ nhàng. Như vậy đó là điều phòng tâm lý. Mình nói điều phòng tâm lý với một cái ý nghĩa rất đơn giản và là thiết thực với cuộc sống của mình còn. Lúc đó họ mới hiểu được ý nghĩa. Như để đưa ra phải xác nhận. Sau khi gặp người có năng khiếu, có tâm lý, chúng ta sẽ có cơ, đó là có thể thực hiện cho mình. Thì trong bệnh nhân động kinh có khi nào căng thẳng không? Có. Như vậy khi căng thẳng mình sẽ gặp ai? Mình sẽ gặp người có kinh nghiệm để giúp cho mình giải quyết căng thẳng đó. Trong cuộc sống mình có khăn khăn không? Có. Khi khó khăn mình gặp ai? Thì mình sẽ gặp người làm việc có tâm lý để giúp cho họ vượt qua cả khó khăn. Thì đó là cái việc học tâm lý. Và phục hồi chức năng, mình giúp cho họ để hãy được ý nhiều phục chức năng. Nguyên đơn sẽ bảo cảm giác là theo chị, phục hồi chức năng có giá trị như thế nào trong một điều trị bệnh động kinh? Mình phải quay lại cái phần hậu quả của động kinh. Sau khi động kinh có hậu quả gì? Thì họ nói sau động kinh khả năng là giúp tôi giảm kém, khả năng giao tiếp giúp kém. Như vậy thì muốn để những cái kỹ năng đó nó hoạt động lại bình thường thì mình làm gì? Rõ ràng người ta sẽ trả lời là phải tập phục hồi chức năng. Như vậy khi người bệnh có một số chức năng rồi hoạt động hôm nay mình giảm sút đi đâu làm việc đó thì để trở lại bình thường như trước thì mình phải tăng lượng tập, đó là phục hồi chức năng. Để làm công việc phục hồi chức năng thì theo chị những công việc gì, những hoạt động gì mình muốn phục hồi chức năng để cho họ kể ra. Thì họ sẽ kể ra là cái vấn đề về sinh cảm nhân, rồi công việc hàng ngày, rồi về giao tiếp bên ngoài, rồi về công việc kiếm tiền. Đấy là những công việc mà họ nghĩ họ cần phải phục hồi chức năng. Như vậy mình sẽ giúp cho họ nhận diện ra cái tầm quan trọng của phục hồi chức năng trong cuộc sống của họ. Đặc biệt là mình phải chú ý cả vấn đề sinh hoạt hàng ngày. Những điều bệnh nhân nên làm trong cuộc sống hàng ngày nên làm gì? Mình nên uống thuốc điều đặc đúng giờ. Mình nên làm gì? Làm việc phù hợp với khả năng. Nên làm gì nữa? Ăn uống điều độ và nâng cao sức khỏe để các bệnh nhân thẳng. Đây là điều bệnh nhân nên làm trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng điều không nên làm là gì? Họ phải biết. Là gì? Các gì những điều bệnh nhân cũng không nên làm là gì? Là không uống bia rượu. Mình phải không thích họ hiện cái uống bia rượu thì cái bệnh nhân sẽ xuất hiện. Rồi không được hạn tầm bị tầm sống một mình. Ở đây có chỉ một mình. Tại sao khi tầm sống một mình như vậy thì nó có lý do tâm thì nó sẽ tử vong? Thì mình phải chú ý là không được tầm sống một mình, chứ không phải là không được tầm sống một mình. Đây là điều tôi gọi lưu ý. Rồi không được đi theo nâng cao. Tại sao theo nâng cao cái đồng tâm tồn tại ngã thì nó ảnh hưởng tới cái cơ thể của họ. Rồi gì nữa? Rồi không được tổng thân máy móc. Khi đồng tâm thì người ta phải không hoàn toàn máy móc. Và khi người dân họ xảy ra cái trở nên bất tử và khi mọi giá người thuốc và họ bị dụng ngủ thì cả năng của hai người mất cũng bị suy giảm. Và người không được thức khuya và khi khuya thì người dễ dàng hơn cho người dân. Thế giới điều trị thì quá lo. Chúng ta biết tất cả bệnh nhân mới đã đưa bệnh nhân hay bệnh nhân khi được lo hỏi họ trong nhà có ai bị bệnh động kinh về đại đường không, vì căn nhà không phải có, nhưng người đó điều trị thuốc qua lâu hoặc nói điều trị cả đời thì điều trị thuốc cả đời là chuyện bình thường. Như vậy động kinh cũng như vậy. Tuy nhiên động kinh có một số ưu điểm hơn, đó là nếu chúng ta không bỏ 2 năm liên tục không lên cơn. Như vậy nếu chúng ta không thuộc điều trị đủ 2 năm không bỏ lên cơn thì chúng ta có thể ngừng. Và
sau đó mình giảm được con đen tại tại một năm thì mình phải giảm được vào một người thủ tục. Còn nếu bệnh nhân còn lên cơn liên tục không còn kiểm soát cơn được, hay là bệnh nhân bệnh tim hoặc nguyên nhân thể thì chúng ta phải điều trị được. Cái vai trò của tuân thủ điều trị là gì? Chúng ta hỏi họ khi mà uống thuốc điều trị có được cái gì thì họ sẽ kể ngay là khi uống thuốc tốt thì họ không còn cơn liên tục nữa, không còn gì nữa. Nếu lúc đó tự tin sợ mình hơn, rồi lúc đó khi mà không còn hơn thì họ sẽ được tốt hơn và họ sẽ được tìm được tiền. Nhưng cái điều này nó cũng phù hợp với cái mong đợi của họ khi mà họ gọi mình trong buổi một không. Như vậy, giữa cái lợi ích của tuân thủ điều trị với mong đợi của họ hầu như nhỏ nhau. Như vậy, thì để đạt được mong đợi thì họ làm gì? Rõ ràng họ phải tuân thủ điều trị. Tuy nhiên, khi tuân thủ điều trị thì người ta sẽ gặp khó khăn. Khó khăn gì? Thì mình sẽ hỏi họ khi tuân thủ điều trị đó họ gặp khó khăn gì? Họ sẽ nói là có tác dụng phụ của thuốc. Rồi khi dùng thuốc vô bị mất ngủ, về vì là buồn ngủ quá mức, rồi lúc nào cũng cả một ngày phải 2-3 lần, rồi gì nữa là không cần phải thoải mái, nhưng mà mình càng cao trên cảnh giả thì cảm giác thường quen. Thì đó là thầy lo mà người ta gặp khó khăn khi tuân thủ điều trị hay là dòng thuốc sát quá. Thì nhân viên họ hiểu rằng là khi mà vì tập trung này thì mình phải đẩy rất cao. Còn thứ ba là mình nâng người giải pháp. Mục tiêu của người giải pháp là gì? Đó là chúng ta hiểu được các yếu tố nên giải pháp và cách thay đổi cái yếu tố đó. Có thể cách hỗ trợ để tăng được tuân thủ điều trị lên và việc cách xử trí khi có cái động kinh. Về nội dung là chúng ta sẽ giúp dừng những người được phát pháp như thế này phải có được những thi thân thuộc nhất một tài pháp thì nhất động kinh cũng như vậy cũng có cái tài pháp và họ một cái mình đơn pháp đều có cái cơ độ cần pháp như vậy đối tượng cũng có chỗ nào khi mình hỏi trong quản thân họ do đó có những cái tài pháp tại sao thì để họ nói lên khi có những thành căn nào cũng không điều không bị căng thẳng rồi sự việc có kích thích hay là cái bệnh cơ thể bị sụt cao lên thì nó sẽ bị hay là do sự việc sụt cũ thì mình giúp cho họ nhận diện ra cái độ cảnh giác này. Khi họ nhận diện ra rồi thì họ hạn chế độ cảnh giác khi lúc đó cái giúp cho họ không bị cảnh giác được cơn tức. Như vậy sau khi họ hiểu được cái độ cảnh giác thì hỏi làm thế nào để tập cảnh giác, dĩ nhiên họ sẽ trả lời ngay là phải tập điều rồi tránh cả những căng thẳng rồi không sử dụng các kích thích và điều chỉnh thức tập cơ thể rồi khi vào đường cơ thể có sốt thì làm sốt nhanh và kiểu thuốc là điều trị mình thả kỳ với tự phẩm. Đấy là những yếu tố mà chúng ta cần chú ý để làm sao để hạn chế sự tái phát. Nhưng trong một trình điều trị thì bệnh nhân sẽ có lý cơ co giật, thì lúc lý cơ co giật người nhà nên làm gì? Người nhà sẽ mình sẽ giúp cho họ nên lúc đó là nên cởi họ cùng bệnh nhân ra để bệnh nhân nằm trên nền mềm và đầu nghiêng vào một bên. Đấy là những điều mà mình phải giúp cho họ hiểu được khi thấy một bệnh nhân động kinh lý cơ co giật thì mình nên làm gì và có những điều nên làm. Tức là người ta nghĩ rằng là khi có được như vậy khi để giảm đi sinh động cắn lưỡi thì họ nên một cái vặn vào vô lưỡi để khoan miệng lưỡi, những điều đó là sai lầm. Hay là người ta nhận rằng tại lúc lấy cơ để cho nguồn nước thì mình nhanh cho nguồn nước những đường tiểu hay nguồn đường xả chứ nghe sẽ lấy cơ thì đó là sai lầm. Hay là làm bị chặt tay chân cho mình nhanh thì đó sai lầm. Đấy là những điều mà người ta không nên làm. Chúng ta sẽ hỏi họ trước khi thấy mình nhắn động kinh thì mình nên làm gì không nên làm gì để cho họ nói. Hoặc là sau chúng ta phân tích cả cái hành vi đó nó có ý nghĩa sao và từ đó chúng ta phải nhắc nhở là những điều nên làm không nên làm. Cái buổi thứ tư là buổi hòa nhập với cộng đồng. Thì mục tiêu là gì? Là hiểu được giá trị của tập phục chức năng rồi nguyên tắc thực hiện công tập phục chức năng trong hoạt động này và cái cách áp dụng cái công tập phục chức năng để giảm sự kỳ thị. Nội dung thì chúng ta hiểu được vai trò giao tiếp trong điều trị. Các chị giao tiếp có ý nghĩa gì? Thì ai cũng hiểu rằng giao tiếp có rất ý nghĩa. Khi mình muốn làm thì mình phải giao tiếp, khi mình muốn yêu cầu thì phải giao tiếp. Nhưng đối với bệnh nhân động kinh nó có ý nghĩa gì khác?
đấy là điều rất cần cơ bản. Tại như như hồi nãy nói, bệnh nhân đồng tính chức năng thận suy giảm khi nhắn được bảo hiểm. Vì vậy mình phải tập cho họ, mình dựa vào cái mục tiêu cũng như dựa vào cái hậu quả đồng tính để mình giúp cho hiểu rằng cái giáo dục nó có ý nghĩa của các họ. Làm cho họ năng động hơn, hòa nhập với xã hội thì làm cho chất lượng cuộc sống của họ tốt hơn. Đây là cái dựa vào cái mục tiêu mà họ biểu đề ra trong 11 của mình. Mình phải thấy rõ cái vai trò lao động trong điều trị bệnh. Các chị lao động mắc là chuyện gì thì mình sẽ hiểu là trong lúc chung thì làm ra sức vật tinh thần để khắc phục hơn, người còn đắt tiền, người còn giá trị cho bản thân và họ giúp cho và họ rất là nhiều. Như vậy thì những cái giúp này của lao động này có liên quan tới con đường họ không? Họ nói là họ muốn sức khỏe tốt mà thì như vậy lao động có lời không? Có, một phù hợp với con đường của họ không? Có. Như vậy khi lao động nó giúp gì cho nhà đầu tư khi mà sợ hỏi hoặc là tăng giá trị của các họ lên rồi giúp được giảm cái nặng gia đình rồi tăng tự tin hơn. Như vậy thì một bệnh nhân đầu tư tự hiện ra là họ nên lao động, chứ không phải là bệnh nhân đầu tư là không làm được gì cả, họ vẫn làm việc được, nhưng làm việc nào cho hoạt động phù hợp với công tác họ, chứ không phải là bệnh nhân đầu tư làm được tất cả mọi việc. Và lúc làm việc này là mang ý nghĩa điều trị, chứ không hoàn toàn làm việc này là mang ý nghĩa để kiếm tiền hoàn toàn. Như vậy làm việc để điều trị và ổn định kinh tế, chứ không phải làm việc để ổn định kinh tế. Chúng ta phải chú ý điều đó. Làm việc đi làm việc có hiệu quả theo khả năng của nhân hoàn cảnh hiện tại của họ, rồi nên thực hiện từng bước làm sao để tận sự kỳ thị. Bệnh nhân đồng tính có kỳ thị không? Đặc biệt là những bệnh nhân có tổn thương thì thường có sự kỳ thị. Kỳ thị biểu hiện cái gì? Là chọc ghẹo bệnh nhân, được không đưa tiền vào bệnh nhân, được trần sai bệnh nhân. Và trường hợp có chăm sóc có mức là quá thương con, không muốn con làm gì cả. Đây là sự kỳ thị. Đấy. Tại sao người ta kỳ thị bệnh nhân đồng tính? Thì mình sẽ hiểu đó do một quan thương nghĩ là người người nhân họ không hiểu người đồng tính là sao, người ta quay thường. Và có trường hợp của cha mẹ có thương con hay là gì, do bọn điều trị mình không ổn, nhân vẫn còn lên cơn liên tục thay đổi tính cách của họ. Để ngăn ngừa sự kỳ thị mình làm gì? Mình phải điều trị tích cực cho bệnh nhân, làm sao có thể kiểm soát được cơn tốt nhất có thể, làm sao tập cho cái tình tình họ tốt hơn để đánh có cái cơ đồng tính của họ và chăm sóc đúng cách. Ngoài cái vấn đề gia đình ra thì vấn đề trong hệ thống hỗ trợ xã hội rất là quan trọng. Theo anh chị cũng thường kinh tập của khóa chúng ta gặp ai? Khi chúng ta không có việc làm chúng ta sẽ gặp ai để xin việc làm? Khi chúng ta gặp khó khăn kinh tế chúng ta sẽ gặp ai? Khi mình ta gặp bệnh tật chúng ta gặp ai? Khi chúng ta có buồn chúng ta gặp ai? Thì tất cả những đó là người trong gia đình, những người bạn bè hay là xã hội, tất cả những đó mình phải phân lập ra một cái sách và người đó có tên họ đàng hoàng, người đó giúp chúng ta làm gì. Thì tất cả những đó ngoài ra hệ thống đó là xã hội. Và hệ thống đó là xã hội, tại sao nó phải có? Chúng ta có hệ thống này làm gì? Để mình tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Khi chúng ta đang nghĩ đó, ta có tên họ ngay và chúng ta sẽ sẵn sàng tiếp cận được cả sự hỗ trợ này. Chứ nếu lúc đó chúng ta khó khăn, chúng ta cố gắng tìm thì chúng ta khó khăn hơn. Giờ chúng ta còn sẵn cái sắp rồi, khi gặp khó khăn chúng ta hãy biết ngay chúng ta khó khăn đó, chúng ta gặp người nào. Thì đó là toàn bộ cái nội dung của cái chương trình giáo dục tâm lý nhỏ cho bệnh nhân đồng tính tại cộng đồng.